Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Nam E của mình. Mình đã từng trên đây giới thiệu với anh em khá nhiều cái cối xay cà phê bằng tay rồi. Hôm nay mình làm video giới thiệu với anh em những cái cối xay cà phê bằng máy. Và hai cái cối này là hai cái cối dạng khá rẻ tiền ha. Nó khoảng chừng 2 triệu 2 và anh em dễ dàng mua tại Việt Nam mình luôn. Thì so với nhiều cái cối xay bằng tay giá 7-8 triệu thì cái này thực sự là rẻ tiền rồi. Cái cối này là cái Akira Koki, thương hiệu khá lớn và xuất hiện từ rất là lâu, từ năm 1977 rồi. Chuyên làm dụng cụ cà phê rồi. Còn cái cối này là cái cối của thương hiệu Hybrew, một thương hiệu đến từ Trung Quốc. Mới xuất hiện gần đây thôi. Nhìn nó khá là giống, thực sự là giống tới 99%. Cái khác biệt lại khác biệt mức độ hoàn thiện. Chúng ta có hộp đựng cà phê phía dưới thân. Thì cái phần motor này bằng kim loại. Bên các Akira Koki thì sơn mờ, cái bên này thì sơn bóng. Thân dưới này thì bằng nhựa. Rất nguồn. Ở phía dưới nút nguồn của cái Akira Koki là một cái chỗ để anh em bỏ cái cầu chì. Họ có cho chúng ta thêm hai cái cầu chì ở phía dưới máy. Phía dưới nút nguồn của cái Hybrew là cái nút reset. Thay vì dùng cầu chì thì nút reset. Và phía dưới anh em nhìn thấy ngay vị trí chỗ này nè, cũng có ba cái lỗ. Nhìn nhanh và đánh giá nhanh thì mình thấy rằng hoàn thiện của cái Akira Koki nó tốt hơn cái Hybrew này. Từ những cái chi tiết rất là nhỏ xíu thôi. Ví dụ như là cái sticker dán lên trên thân của hai cái cối. Sticker dán ở trên cái Akira Koki nó mịn, nó đều, nó đẹp. Thẳng một đường như thế này. Và những cái sticker dán lên trên cái núm vặn, thẳng đều đẹp. Sticker trên cái Hybrew thì nó hơi méo một chút xíu. Nhiều khi chỗ nó còn u lên nữa. Không ok lắm. Đó là cảm quan bề ngoài thôi. Cái Akira Koki đây là cái hộp đựng hạt cà phê. Anh em bỏ vô, gắn vào. Có thể gài qua như vậy để không có cho hạt rớt xuống dưới. Còn bên đây á thì chúng ta cũng có hộp đựng cà phê cài vào, nhưng mà nó lại không có cái nắp vặn ngang ở chỗ này. Về cái hộp đựng bột cà phê khi xay ra thì của cái Hybrew lẫn Akira Koki thì kích thước y chang nhau, giống nhau y chang luôn. Có điều cái Akira Koki á anh em có thêm một rây bột mịn, cái Hybrew thì không có cái rây bột mịn. Cả hai cái cối này đều thuộc dạng cối giá rẻ, cho nên là chúng ta sẽ không có những tính năng đắt tiền, ví dụ như là chọn cái trọng lượng bột cần xay, nhấn nút cái nó ra rồi anh em ha. Chúng ta sẽ xác định cái trọng lượng bột cần xay bằng cách thứ nhất là, hoặc là chúng ta cân cái hạt cà phê, ví dụ như muốn xay 20g chúng ta cân 20g, chúng ta bỏ vào bật nguồn nó chạy. Thứ hai là chúng ta có thể đổ đầy cà phê lên trên những cái hộp này và chúng ta xay cà phê theo thời gian. Anh em có thể canh ví dụ như 10 giây nó ra trọng lượng đúng chúng ta sử dụng, thì lần sau chúng ta cứ xay 10 giây. Đó là cách chúng ta xác định cái trọng lượng bột khi sử dụng những cái cối này. Cả hai cái cối này đều sử dụng cái lưỡi là flapper, lưỡi phẳng. Lưỡi phẳng là có hai cái đĩa họ áp song song với nhau và chúng ta sẽ vặn cái núm này để điều chỉnh cái khoảng hở giữa hai cái đĩa đó. Khoảng hở càng lớn thì cái kích cỡ xay càng lớn, khoảng hở càng nhỏ thì kích cỡ xay càng nhỏ. Với những cái cối xay, đôi khi nhà xuất xưởng người ta sẽ không có căn chỉnh nó chuẩn. Ví dụ như là hai cái mặt lưỡi này, nếu như mà nó hơi lệch chút xíu thì ở những cái số nhỏ nó sẽ bị cạ vào nhau. Test xem ở những cái số thấp người ta đã căn chỉnh cối tốt hay chưa ha. Đầu tiên là cái Akira Koki mình đang để ở số 1 nè. Và mình mở lên cho anh em nghe thử. Không có nghe tiếng kim loại cọ vào nhau. Tức là khả năng là người ta đã căn chỉnh khá tốt ở cái Akira Koki rồi. Giờ mình sẽ thử cái Hybrew. Để ở số 1. Mở lên. Anh em có nghe được cái tiếng kim loại cọ vào nhau không? Bằng số lớn hơn đi, số 2. Ở cái này thì đã đỡ hơn nhiều, nhưng mà thỉnh thoảng vẫn còn nghe cái tiếng lệch sẹt. Khi mình chỉnh ra số to hơn thì đã không còn nghe được cái lệch sẹt đó. Nhỏ lại anh em nghe nè. Đó. Đó là cái tiếng do cái lưỡi họ căn chỉnh chưa có đều với nhau. Nó không có phẳng hoàn toàn. Thì nó sẽ làm ảnh hưởng tới chất lượng bột và lâu ngày ảnh hưởng tới độ bền của cối. Thì anh em cũng có thể mở cái cối này ra và anh em chỉnh lại cái lưỡi của nó. Gọi là căn chỉnh cái lưỡi của nó cho nó chuẩn hơn. Thì cái video này hôm nay mình không có hướng dẫn anh em căn chỉnh cái lưỡi, có lẽ là một ngày hôm sau đi. Kết luận nhanh là cái Akira Koki, cái lưỡi đã được căn chỉnh ngay từ đầu khi anh em mua về, không cần làm gì cả. Còn cái Hybrew mua về thì khả năng là đó, lưỡi nó chạm. Thì ở những cái kích cỡ xay nhỏ hoặc là nếu mà không căn chỉnh thì ảnh hưởng khá nhiều tới chất lượng bột ha. Xay thử đầu tiên là ở số 1. Hộp muỗng cà phê này khoảng chừng 15g. Akira Koki xay xong. Số 1.
bột rất là mịn. Cái high brew, ôi, cà phê không ra. Vậy là có lẽ là ở mức số 1 này nó xay chưa được. Mình lên số 2 xem. Vẫn chưa thấy cà phê luôn. Cà phê vẫn chưa ra. Ok, mình sẽ tìm xem cái vấn đề ở nằm ở đâu ha. Mình xác định được vấn đề rồi. Lúc nãy đây là cái high brew và hạt cà phê nó bị kẹt bên trong đây. Nó chưa có xuống. Cho nên mình bỏ 15g vô, nhấn xay số 1 mà vẫn chưa có ra. Rồi mình xác định được nguyên do vì sao mà mình để số 1 cái này không có xay được. High brew muốn xay mịn thì bắt đầu từ số 4 anh em ha. Quay trở lại với lại cái phép thử xay. Cái high brew thì số 1, 2, số 3 coi như bỏ không có xay được. Giờ mình tiếp tục tăng lên ở những cái mức độ xay thô hơn. Để xem như nè. Cục 15g. 15g. Số 4. Giờ mình lên số 6 là xay thô ha. Ok, xong. Hai cái bên đều xong hết. Đổ qua. Cái này là cái high brew. Lưới lọc này. Giờ mình lại xay ở mức cao hơn, là mức số 8, thô nhất. 15g. 15g. Xay mức số 8, thô nhất ha. Bên đây, xay số 8, thô nhất. Ok, xong. Thời gian xay thì mình đánh giá là cái bên đây nó xay nhanh hơn một chút xíu. Rồi chúng ta cùng coi chất lượng bột của cái Akira Cookie. Đây là bột mình xay ở số 1 nè. Thì nhờ cái lưỡi nó được căn chỉnh rồi cho nên là mình xay được ở mức số 1. Còn ở bên cái High Brew thì số 1, số 2, số 3 xay không ra. Và số 4 thì đây là cái mức số 4 của cái High Brew. Mức này thì mình thấy có thể dùng để pha cà phê phin được. Hoặc là với dùng với những cái máy của High Brew, mà mấy cái máy mà dùng cái portafilter, cái basket dạng có áp suất. Đây là mức số 4. Rồi cái Akira Cookie thì do nó số 1, size, số 3, số 4 được, cho nên là về vấn đề xay mịn thì mình thấy cái Akira Cookie là nó xay ok hơn cái High Brew. Rồi xay thô hơn chút xíu. Số 6. Đây là số 6 của cái High Brew. Khá ok, ở mức này pha pulver được. Cái brew này. Đây là cái mức số 6 của cái Akira Cookie. Cũng khá ok, đồng đều. Và cái Akira Cookie thì nó có ưu điểm là nó có thêm một cái đồ lưới lọc bên trong cái đồ đựng á. Cho anh em xay ra, anh em có thể lắc, anh em lọc. Thì những cái bụi mịn không mong muốn thì nó sẽ chui xuống dưới đáy. Đó là cái ưu điểm của cái Akira Cookie. Đây là mức số 6 và mức số 8 của cái High Brew. Như thế này, thô, rất là thô. Gum Cold Brew, Fin Press gì đó. Đây là mức số 8 của cái Akira Cookie. Cũng rất là thô. Rất thô luôn. Thì cái Akira Cookie thì anh em có thể có nhiều mức tinh chỉnh hơn. Như lúc nãy mình đếm đó, cái Akira Cookie thì anh em có 14 nấc. Còn cái này do đó bị mất 4 số đầu rồi, cho nên mình chỉ còn lại 7 nấc thôi. Cái High Brew còn 7 nấc chỉnh. Về phần chăm sóc và bảo quản thì cả hai cái cối đều đi kèm theo cái manual hướng dẫn anh em vệ sinh như thế nào. Đây là cái hướng dẫn của cái Akira Cookie nè. Chúng ta tháo ráp như thế nào, vệ sinh như thế nào. Có. Cái High Brew cũng có luôn. Bên trong cũng có hướng dẫn rõ ràng giúp cho anh em muốn mở máy ra thì mở như thế nào ha. Cái Akira Cookie khi cần tháo ra vệ sinh máy thì chúng ta sẽ vặn cái con ốc này để gỡ cái núm này ra trước, rồi chúng ta mới gỡ hai ốc này, gỡ cái bộ phận phía trước ra. Với cái High Brew, do đây nó có một cái sticker nhôm nè, anh em muốn gỡ cái núm này ra thì đầu tiên phải tháo này cái sticker nhôm này ra, sau đó mới vặn cái con ốc để giữ cái núm này, rồi sau đó mới vặn hai con ốc này ra ha. Thì cái High Brew thì tháo ra hơi mất công hơn so với cái Akira Cookie một chút xíu. Chúng ta đã làm những cái bài so sánh hai cái cối Akira Cookie và High Brew rồi, thì tổng kết chút xíu đi. Anh em nên mua cái nào? Cá nhân mình đánh giá
Nếu như anh em cần xay cà phê bột mịn thì có lẽ là cái Acra Cookie nó hơn hẳn rồi, bởi vì nó xay được từ số 1 rất là mịn. Trong khi cái Hybrew này ở số 1 thì nó không xay được, mình phải vặn lên tới số 4 thì nó mới ra bột độ mịn cỡ cái Acra Cookie, thì mình đánh giá là có thể làm được espresso. Còn chất lượng cái shot espresso như thế nào thì xin bàn ở trong một cái bài sau đi anh em ha. Về chất lượng bột thô thì mình đánh giá rằng cái Acra Cookie và cái Hybrew này ở mức setting thô số 4 trở đi thì có chất lượng bột khá tương đồng với nhau. Tuy nhiên là có lẽ là cái Acra Cookie này nó nhờ vào cái độ ray bột này nè, cho nên là nhìn thấy trong đám bột thì là cái lượng bột mịn nó xuất hiện, cái bột Acra Cookie nó ít hơn một chút xíu so với lại cái này. Còn ngoài ra thì mình thấy khá tương đồng. Thì cái cối này mình nghĩ rằng tốt nhất dành cho anh em uống pourver, ok. Dành cho anh em uống cà phê phin, ok. Hoặc là anh em uống cold brew rồi cũng ok. Còn anh em muốn làm espresso từ hai cái cối này thì khả năng là anh em nên lựa chọn những cái mẫu cối khác đắt tiền hơn, tinh chỉnh được nhiều hơn. Bởi vì cái mức độ mịn của bột nó có đó. Còn muốn tinh chỉnh nhiều thì khả năng là chúng ta không tinh chỉnh được quá nhiều bởi những cái cối này. Rồi, cảm ơn anh em. Đây là video so sánh nhanh hai cái cối xay Acra Cookie Hybrew. Rồi, anh em đã có lựa chọn cho mình chưa? Xin chào, hẹn gặp lại anh em ở những cái video sau về cà phê ha. Bye bye anh em. Hẹn gặp lại.